phục vụ du khách dịp Tết này, từ mùng 2 Tết, công viên Sân Vua Hạ Long mở cửa hoạt động trở lại cáp treo nữ hoàng, khu đồi huyền bí và vòng quay mặt trời. Chỉ trong 4 ngày, điểm đến đón trên 6.500 lượt khách du lịch. Bên cạnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, điểm đến cũng dành nhiều không gian Tết cổ truyền cho du khách ghi lại kỷ niệm cùng gia đình, bạn bè. Quảng Ninh là một địa danh rất là nổi tiếng, thật ra là rất là đẹp, con người thì rất là mến khách. Đấy, thì chúng tôi cũng đầu năm thì cũng ở đây cũng Hải Phòng gần thì cũng muốn qua Quảng Ninh thì thăm thú cái cảnh đẹp của con người Quảng Ninh và cũng muốn du xuân kết hợp luôn. Tết năm nay khác những Tết năm trước, đa phần mọi người đều được tiêm vaccine và khi mà mọi người đi ra ngoài mọi người đều tuân thủ tốt 5K nên là chúng tôi cũng rất là yên tâm khi cho con đi vui chơi ở ngoài Quảng Ninh ạ. Bên cạnh các điểm du lịch tâm linh, nhiều điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh như Bảo tàng Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, các khu nghỉ dưỡng đều đón lượng khách tăng mạnh so với cùng thời điểm năm ngoái. Du khách chủ yếu đi theo nhóm bạn hoặc gia đình, tuân thủ quy định phòng dịch đã trở thành thói quen của nhiều khách du lịch. Mặc dù là tất cả mọi người đều được tiêm ít nhất là 2 mũi rồi, nhưng mà khi mà đi du lịch hay đi bất kỳ một đâu thì chúng ta cũng đều phải tuân thủ cái quy định 5K của nhà nước và chính phủ đưa ra và an toàn cho mình là trên hết. Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, năm 2022 này, Quảng Ninh xác định phục hồi nhanh, bền vững ngành du lịch, phấn đấu đón 9,5 triệu lượt khách quốc tế trên 1,4 triệu lượt. Du lịch Quảng Ninh đang dần ấm trở lại.